Sau thời gian theo dõi, tối ngày 24 tháng 12, lực lượng công an bắt quả tang Phan Văn Trí sinh năm 1996 quê Tây Ninh và Dương Văn Lập sinh năm 1994 ngụ thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên các trang mạng xã hội. Tại điểm tập kết hàng và nơi cư trú của hai đối tượng ở Gò Vấp, công an thu giữ trên 3.500 tang vật gồm súng thể thao bắn tầm xa có độ sát thương cao, súng bắn đạn nổ đầu bi, hàng chục kg đạn chì, đao kiếm các loại và bình xịt hơi cay. Hai đối tượng khai nhận hoạt động từ năm 2015 đến nay với các loại vũ khí công cụ hỗ trợ được đặt mua từ Trung Quốc về, sau đó rao bán trên mạng xã hội, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này.